để đặt lời nhắc trên iPhone. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt để iPhone nhắc về những sự kiện quan trọng tại thời điểm nhất định hay khi bạn đến hoặc rời khỏi một vị trí. Phần 1. Tạo lời nhắc mới. 1. Mở ứng dụng Reminders, phiên bản tiếng Việt là lời nhắc. Nhấp vào biểu tượng Reminders trên màn hình Home của iPhone để chạy ứng dụng Reminders. 2. Mở danh sách Reminders. Nếu bạn có một danh sách khác đang mở sẵn, hãy nhấn vào cụm danh sách ở cuối màn hình, chọn danh sách Reminders, hoặc nhấp vào New List, danh sách mới phía trên cùng. 3. Nhấn vào dòng trống để tạo lời nhắc. Sử dụng bàn phím để nhập sự kiện hay hành động mà bạn cần được nhắc nhở. 4. Mở cài đặt lời nhắc, nhấp vào hình tròn có chữ Y bên trong, ở bên phải dòng lời nhắc để điều chỉnh thiết lập. Phần 2. Thiết lập lời nhắc thời gian. 1. Vuốt công tắc bên cạnh dòng Remind me on a day, nhắc tôi vào ngày, sang vị trí on. 2. Nhấp vào ngày và giờ hiển thị. 3. Sử dụng bánh xe hiện ra để thiết lập thời gian mà bạn muốn được nhắc. Phần 3. Thiết lập lời nhắc vị trí. 1. Vuốt công tắc bên cạnh dòng Remind me at a location, nhắc tôi tại vị trí, sang vị trí on. 2. Nhấp vào vị trí hiển thị bên dưới. 3. Thiết lập vị trí. Chọn vị trí hiện tại hoặc nhập địa chỉ vào thanh tìm kiếm. Chọn When I apply khi tôi đến hoặc When I leave khi tôi đi để xác định thời điểm mà bạn sẽ được thông báo. Trở lại với cài đặt lời nhắc bằng cách nhấp vào nút Detail chi tiết ở góc trên bên phải. 4. Lưu lời nhắc. Nhấp vào nút Done để đặt nhắc nhở của bạn. Lời khuyên, bằng cách nhấp vào Show More hiển thị thêm, bạn có thể đặt thứ tự ưu tiên của lời nhắc, thêm lời nhắc vào danh sách nhắc nhở khác hoặc thêm ghi chú vào đó. Bạn có thể cài nhắc nhở cho những thời điểm cụ thể bằng cách nhấp vào tùy chọn Repeat, lặp lại khi tạo lời nhắc. Cảnh báo, nếu bạn cài lời nhắc để nhắc nhở khi bạn đến hoặc rời khỏi một địa chỉ, thì bạn cần chắc rằng mình đã bật Location Service, dịch vụ định vị.